Khánh Thi về nước sau SEA Games 32 Khánh Thi và vận động viên Hồng Trâm, Huỳnh Như được người thân chào đón khi về nước cùng Huy Chương Vàng, bạc ở SEA Games 32. Mang thai ở tháng thứ tư, kiện tướng Dan Sport cho biết dù di chuyển, hoạt động nhiều, sức khỏe cô ổn định. Khánh Thi là thành viên hội đồng chuyên môn của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam được cử sang Campuchia hôm 14 tháng 5 để đồng hành đội tuyển Dance Sport Breaking trong vai trò hỗ trợ một phần chuyên môn Tuấn Nghĩa, Thành Đạt, Huỳnh Như, Hồng Trâm. Lãnh đội, bà Chu Thị Bích Vân cho biết xúc động trước thành tích của các vận động viên. Quá trình thi, các vận động viên hoạt động liên tục trong thời tiết nắng nóng nhưng vẫn cố gắng giữ sức bền và tài năng. Khánh Thi gấp phần động viên tinh thần thí sinh, giúp họ yên tâm thi đấu. Khánh Thi cho biết đoàn có thời gian luyện tập gấp rút trong một tháng, trước ngày lên đường. Huỳnh Như còn làm mất hộ chiếu. Đoàn đến Campuchia muộn, không kịp kiểm tra, chạy sàn trước khi thi đấu, Huỳnh Như và Hồng Trâm đều có kỹ thuật, kỹ năng, cảm thụ âm nhạc tốt và tự tin với bài trình diễn, cô nhận định. Năm ngoái, ở SEA Games 31 tại Hà Nội, Khánh Thi hỗ trợ chồng và bạn nhảy thu hương đoạt ba huy chương vàng Dance Sport. Năm 2019, Phan Hiển và bạn nhảy Nhã Khanh đoạt huy chương vàng ở nội dung Latin Jai SEA Games 30 ở Philippines. Khánh Thi 42 tuổi. Quê Hà Nội, có bố mẹ là nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Tổng cục Chính trị, nghệ sĩ và vũ công Phan Hiển, sinh năm 1993, gắn bó trong dance sport và ngoài cuộc sống có hai con, hiện cô vừa là huấn luyện viên dạy nhảy vừa là viện trưởng viện văn hóa nghệ thuật Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.